He, chào mọi người nhé. Hôm nay lại tiếp tục là series đột nhập. Liệu rằng mình sẽ đột nhập nhà ai đây? Và ngày hôm nay mình quyết định là sẽ đột nhập vào ạc của bạn mình. Tranh thủ nó đang ngủ các bạn à. Và quyết định là bán hết tất cả loài cá mới câu được luôn. Một quyết định hết sức táo bạo, có thể chấm dứt tình bạn tại đây. Nhưng mà không sao các bạn à, bây giờ mình sẽ tranh thủ làm liền nha. Vô. Trời ơi, ạc của người pro có khác các bạn à. VIP có khác. Trời ơi, lâu lâu là mình trải nghiệm nha. Các phương tiện này là mới ra nè mọi người. Các bạn phải mua vé VIP mới có nha. Đó, mình thấy là chạy khá là nhanh luôn á. Ui, con mực nha mọi người. Con mực hay bạch tuộc gì nè. Chạy khá là nhanh luôn. Tốc độ của phương tiện này là 4.5 và tăng tốc là 5.5. Cực kỳ nhanh luôn nha mọi người. Và bây giờ mình đã chuẩn bị rồi. Đây các bạn thấy gì chưa? Một con cá đao nha. Chuẩn bị cho nó lên dĩa. Nướng ăn các bạn ơi. Đây. Có một cái lò nướng ở đây. Chuẩn bị cho nó lên dĩa. Đó, nướng nha mọi người. Và mình sẽ bán hết sạch tất. Sạch xình xanh luôn cái tủi đồ của bạn mình. Bán sạch tất cả các loại cá nữa nha mọi người. Rồi, bán hết luôn. Trời ơi, ghê chưa. Hơi rén nhẹ nha. Nhưng mà mình để mình vô mình review cái đã. Xem là tủ đồ bạn mình có gì. Trời ơi, bạn nhìn nào quá trời cá luôn nha. Hầu như là cá mới rất nhiều luôn. Mình thấy mặt con này tiếu tiếu nè. Cho nó lên dĩa. Rồi để xem là bạn mình có bao nhiêu con. Tổng cộng là 297 con. Mình cho 300 con đi cho chẳng ha. Rất nhiều luôn các bạn ơi. Đầy cá luôn rồi. Toàn là cái VIP không ở đây. Trời ơi các bạn coi nè. Cá hè nè. Cái hè đỏ nè mọi người. Trời ơi quá trời luôn. 3, 4, 5, 6. Cái hè vàng nè. Trời ơi. Ui, đầy nhóc luôn chứ. Tủ đồ ao ước của nhiều người. Quá trời cái hè xanh lá. Còn dưới đây là những loài cá nền xanh dương. Ồ nhiều quá các bạn ơi. Không biết bán bao nhiêu tiền luôn á. Ui xịn quá à. Còn phía dưới đây á là cái nền màu tím nè mọi người. U là trời, cái môi sắc hổ. Nhắm búa mấy con này khá là quen thuộc rồi. Để mình coi phía dưới. Trời ơi, phía dưới là cá mới đó nè. Cá heo bụng trắng nha. Trời ơi, cá đao. Quá trời cá đao trong tủ đồ nè. Quá trời cá đao luôn. Nhiều quá mọi người. Bán không biết bao nhiêu tiền xài cho hết đây. Còn phía dưới này là con cá mà kiểu hơi ngầu ngầu đó mọi người. Cái tên nó khó đọc quá. Con cá hơi ngầu ngầu đó. Cái răng nó rất là dữ luôn. Phía dưới đây là con cá đáng yêu nè. Con cá mập mặt lợn với con cá heo. Ở dưới đây cũng là cá đao luôn. Nhưng mà cá đao vân miệng. Quá nhiều cá đao luôn. Đó trời ơi. Bên dưới là cá voi mini. Ui nhưng mà mình thấy cái con này nó dễ xuất hiện lắm nha. Cái con này nó dễ xuất hiện. Với lại con cá đao là dễ xuất hiện nhất luôn á. Còn mấy con cá heo mà dễ thương hoặc là cá mập mặt lợn á thì nó hơi khó xuất hiện. Tới đây là hết rồi nè. Những con cá mini phía cuối cùng. Ok là bây giờ mình sẽ đi bán cá nha mọi người. Phía trong đây là có các ông bán cá luôn. Mình sẽ tiến hành ghi lại các ông đó. Rung rung nha. Rén nha. Rén nha trời. Bao nhiêu lần đột nhập không rén. Nhưng mà lần này rén. Tại cá này cá mới mọi người ơi. Cá mới thì phải dành thời gian câu rất là nhiều. Mà mình đi bán hết. Đi bán luôn nha. Chơi lớn luôn. Đó vô đây. Ồ quá trời cá mọi người. Nhìn đã con mắt chưa. Trước tiên mình sẽ bán những cái loại cá mà nó thấp xuống. Trời ơi cá hè nè mọi người. Niềm ao ước của các bạn mà chưa làm nhiệm vụ. Chưa làm nhiệm vụ bắt cá hè là khao khát lắm nha. Ok là bán. Tiếp theo là một số loại nền tím voi sát thủ rồi nào. Rất là nhiều luôn. Đó loại cá mới luôn nha mọi người. Tổng hợp luôn. Tại vì mỗi lần bán là bán 100 con. 47.069 tiền sao. Xong luôn. Trời ơi cái đoạn này là 92.493 tiền sao. Bao gồm là các loại cá mới, cá mini luôn. Trời ơi, xịn vậy trời. Đã mọi người ơi. Bấm một cái nha. 92.493 tiền sao. Chuẩn bị. Ý, rồi xong. Ra đây. Ôi, bán xong rồi nha, quá trời luôn. Ui mà khoan, tự nhiên mình còn con. Ủa,
Vậy là cái con nó không, trời ơi, cái con này không tính các bạn ơi, cá mập mặt lợn cầm trên tay lại không tính, tưởng thâu mất rồi chứ. Rồi ok la bán luôn đó. Rồi tôi chuẩn bị dọn lẹ nè, trời ơi đây là chỉ mới những món đồ trong ba lô thôi nhé các bạn, tôi chưa đột nhập vô nhà đó nha, thì lần sau tôi sẽ đột nhập vào một cái ạc khác. Giờ mình thấy không ổn rồi, mình ao mình chạy xuống đây. Ui rồi bây giờ là mình sẽ tặng quà, mình trốn qua cái ạc này rồi rồi giờ mình sẽ tặng quà cho mọi người nha. Thì ở mấy cái video trước, 2 ngày trước mình có đăng á, là mình sẽ tặng cánh cho mọi người. Thì trước tiên mình sẽ quay random hai bạn may mắn nhận cánh nha. Ok, mình chuẩn bị bấm nút star nha mọi người. Rồi xem ai sẽ là người may mắn đây. Ba la. Bạn đầu tiên Mail Gamer YT. Bước 1 hoàn thành nè, bước 2 là in game. Kèm theo đó là chúc chị một ngày vui vẻ và mau đạt 70k sub nha. Ok, mọi người đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ mình để lên 70k sub nha mọi người. Sắp tới hổng rày thì mình ít làm mini game hơn á. Nếu mà được 70k sub thì mình sẽ có động lực và làm nhiều hơn nha. Ok, giờ chúng ta đến với bạn thứ hai luôn nè. Ai đây ta? Bạn Huy đã đăng ký và like. Ủa, bữa mình kêu là like trong bài viết mà đúng không ta? Rồi tên thì dĩ nhiên em chúc chị một buổi chiều vui vẻ nè. À ở đây là bạn có ghi em có cả hai cánh rồi nên là em có thể chọn quà khác được không ạ? Mở ngoặc là quà gì cũng được, đóng ngoặc ok em luôn, quà gì cũng được nè. Rồi vậy thì càng dễ cho mình nữa. Để mình xem đây có quà gì nha, quên rồi. À đây là có hai cánh kim cương nè. Đầu tiên là mình tặng quà cho bạn Mèo trước, thì bạn Mèo là đôi cánh thiên thần. Đây rồi, rồi này đủ các bước nha. Bạn Mèo là có đổi tên luôn các bạn à, có đổi tên DG luôn. Fan mình, fan mình. Ok, đã gửi xong. Tiếp theo là bạn Quy hả? Quy đúng không? Tên Quy. Rồi, bạn này thì có cánh rồi, có hai cái cánh luôn. Ui, giàu nha, giàu nha. Thì mình không biết tặng gì luôn các bạn. Trong đây ít đồ quá, mà cái ăn này đăng nhập ăn nào không có thẻ vàng. Thì chắc là mình sẽ tặng hai cái món còn lại nha. Kiểu cũng hết kim cương luôn rồi. Rồi nhận đỡ nha Huy. Mà mình đoán là hai món này chắc Huy cũng có rồi đó. Chứ giờ không biết tặng gì nữa. Rồi một món đầu tiên, sẵn là mình tặng cái thứ kế bên luôn đi. Đó rồi. Chứ giờ đâu biết tặng gì đâu. Thì nè, ok. Xong nha, xong nha. Ngày thứ hai hả ta? Nếu mà đến cuối tuần á, mà lên 70k sub thì mình sẽ làm mini game lớn cho mọi người luôn nha. Và ai cũng có thể tham gia nếu mà đủ 70k sub. Nên là mọi người nhớ nhấn like, đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.